nhau vui, rất vui. Mình bay cùng nhau vui, rất vui. Còn sẵn sàng chưa? Vâng, thưa ba. Chúng ta bay nào. Đã sẵn sàng. Con nhìn chú phi công kìa, John. Xin chào cậu bé. Mình sẽ cùng bay. Đang chứ ai. Cùng bay thật cao. Đang chứ ai. Cài dây an toàn nha. Chào, đang ai. Máy bay tăng trâu này. Dìm, dìm, dìm. Này em, vâng, ta em. Là em nhảy phải không? Không, anh à. Thật không, thật không. Vâng, chị à. Chơi với Dino này. Yay, yay, yay. Sao vậy con? Con rất sợ. Đừng lo mà con. Vâng, thưa mẹ. Mình uống nước này nha. Vâng, mẹ à. Bé yêu rất ngoan. Giang, giang, giang. Làm sao vậy con? Con không vui. Tại sao vậy con? Con không vui. Nhìn ra cửa sổ nhé. Vâng, thưa ba. Ngắm những đám mây. Wow, wow, wow. Chuyến bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh. Xin mời các hành khách hãy đeo dây bảo vệ. Xin cảm ơn. Này con, này con. Vâng, ta con. Cần đeo dây an toàn nha. Vâng, thưa mẹ. Con sẵn sàng chưa? Vâng, mẹ à. Máy bay hạ cánh nào. Yay, yay, yay. John, đừng chạy, đợi ba nào. Ba hay đi chạy cùng nhau thôi. À, trung tâm thương mại thật thích. Kem rất ngon, xem kìa ba ơi. Hay ho, hay ho, hay ho. Mẹ đang ở đâu, thế mẹ yêu ơi. Mẹ ở đâu, mẹ ở đâu. Em bé ngoan ơi, mẹ ở đây. Có kem ngon cho con này. Cây kem vui vẻ này anh bạn nhỏ. Wow. Ta hay đi chơi cùng nhau thôi. À, trung tâm thương mại thật thích. Trên đây có rất là nhiều đồ chơi. Hay ho, hay ho, hay ho. Anh chơi có em đang ở đâu thế? Này anh ơi, này anh ơi. Em bé ngoan anh ở đây nghe. Chúng ta hãy chơi ngày nào.
Bé John, đừng sợ. Con hãy lái xe ngựa nhỏ này nhé. Con đừng sợ. Con chỉ cần nắm tay mẹ và làm theo như thế này nhé. Con làm tốt lắm. Ta hãy đi chơi cùng nhau thôi. Ở trung tâm thương mại thật thích. Có biết bao nhiêu đồ chơi đây. Hay ho, hay ho, hay ho. Bé ngoan bà ở đây nhé, chúng ta hãy hòa chàng nào. Nhìn ba có gì này bé John? Ba ở đây. Chơi cùng nhau thôi. Ở trung tâm thương mại thật thích. Có biết bao nhiêu là trò chơi. Hay ho, hay ho, hay ho. Âu các con đang ở đâu thế. Này con ơi, này con ơi. Ba chúng con đang ở trong đây. Hay ho, hay ho, hay ho. Đôi ma này mình tô màu trắng với chiếc miệng màu nâu nhé, thành chú con bé nhỏ này. Gâu 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 gâu, chú chó nhỏ. Gâu 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 gâu, mình đang yêu chưa này. Chó gâu gâu. Bé môi này màu nâu nhé, đôi ma màu hồng thật với chiếc miệng màu đỏ tươi. Nào hãy xem chú lợn hồng. Ơi 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 ơi, chú lợn xinh xắn. Ơi 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 ơi, mình đang yêu chưa này. Lợn ơi ơi. Bé môi đỏ nào em bé, đôi ma này mình tô màu đen với chiếc miệng màu nâu. Chiếc miệng màu đỏ tươi. Nào
chít chít chu chuột chít chít chu chuột chít chít mình đang yêu trưa này chuột chít chít. Vẽ môi này màu đen nhé, đôi má màu vàng tươi với chiếc miệng màu xám, một chú ong xinh đẹp này. Ong vàng buzz buzz, ong vàng buzz buzz, ong vàng buzz buzz, nhìn đáng yêu không nào. Ong buzz buzz. Chào các bạn, chào mừng đến với nông trại. Hãy chơi thật vui nhá. Hãy đến đây nào các bạn, E-I-E-I-O. Kêu xung quanh anh anh, hãy đến đây nào các bạn, E-I-E-I-O. Hãy đến đây nào các bạn, E-I-E-I-O. Lợn kêu anh anh, nhưng âm thanh thật thú vị, E-I-E-I-O. Hãy đến đây nào các bạn, E-I-E-I-O. Trong nông trại có chú ngựa, E-I-E-I-O. Trong nông trại có chú kiều, E-I-E-I-O. Kiều kêu ba ba, kiều kêu ba ba. Ngựa kêu hi hi, ngựa kêu hi hi. Vịt kêu quạc quạc, vịt kêu quạc quạc. Lợn kêu anh anh, lợn kêu anh anh. Nhưng âm thanh thật thú vị, E-I-E-I-O. Hãy đến đây nào các bạn, E-I-E-I-O. Trong nông trại có chú bò, E-I-E-I-O. Bò kêu mu mu, bò kêu mu mu. Kiều kêu ba ba, kiều kêu ba ba. Ngựa kêu hi hi, ngựa kêu hi hi. Vịt kêu quạc quạc, vịt kêu quạc quạc. Lợn kêu anh anh, lợn kêu anh anh. Nhưng âm thanh thật thú vị, E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. Có chú cho nhỏ trẻ,
kìa có chú chó nhỏ trong chiếc hộp, được đặt tên là Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. Bingo nhỏ thật là ngoan nha. Nhanh
Này bé John, ba có bất ngờ cho con đây. Là một đoàn tàu mới. Đoàn tàu nhiều màu sắc xinh đẹp. Con yêu ơi, hãy xem này. Đoàn tàu nhiều màu sắc xinh đẹp. Lắp ghép cùng ba con ơi. Được rồi con yêu, xem chuyến tàu này hoạt động thế nào nhé. Chúng ta hãy học một số màu sắc nhé. Màu đỏ ở đâu hãy đi tìm. Con yêu ơi hãy đi tìm. Mình cùng suy nghĩ ngay nào. Xem màu đỏ ở đâu. Con đang làm rất tốt bé John. Nó kìa, con xem có phải màu đỏ không? Hey, ai đã lấy bóng đỏ của mình rồi? Tốt lắm bé John, con đã tìm thấy bóng màu đỏ. Nhìn kìa, quả bóng đỏ đang đi trên chuyến tàu. Xe ô tô, chiếc máy bắn chật đều có màu đỏ tươi. Bây giờ con hãy đi tìm những thứ có màu xanh lá cây nhé. Toa tàu màu xanh lá kìa. Kìa màu xanh lá cây này đang đi trên chuyến tàu. Chỉ màu cùng với khối xếp hình đều có màu xanh đây. Vậy còn những đồ vật màu vàng thì sao? Làm tốt lắm. Giờ chúng ta có toa tàu màu vàng. Nhìn kìa, chiếc bát vàng đang đi trên chuyến tàu. Đồ chơi và những chiếc gối này đều có màu vàng tươi. Còn màu tím thì sao? Ồ, con đã tìm thấy màu tím rồi này. Kia là toa tàu màu tím kìa. Dây nhỏ màu tím đây rồi, đang đi trên chuyến tàu. Bạch tuộc và viên bi đều màu tím này con yêu. Đợi một chút, đó là bóng đỏ của anh phải không? Kia có phải cái thìa xanh lá của mẹ không? Này, đó là dây tím của chị. Tìm màu xanh dương nào. Em yêu ơi, mau đi tìm. Mình cùng nhau nghĩ xem nào, màu xanh dương ở đâu. Nhìn kìa, chiếc mũ rất đẹp, đang đi trên chuyến tàu. Và còn chiếc yếm này cũng là màu xanh dương. Hãy chọn những gì con muốn con yêu. Nào con yêu, chúng ta sẽ cùng nhau chơi. Vâng ạ. Nào con yêu ơi, các con sẵn sàng chưa? Vâng ạ. Có biết bao nhiêu những món quà. Cùng yêu cho rất vui, hãy chơi nào, để giành lấy những phần quà kia. Vâng ạ. Bạn có muốn thử ném phi tiêu không? Tuyệt! Bạn sẽ nhận được quà. Yeah! Nào con yêu, chúng ta hãy ngồi vòng quay. Chúng mình
mình cùng chơi. Yippee! Hãy tìm một trò chơi mới nào. Ngồi lên xe, chúng ta cùng nhau đua. Đi thôi! Nào cùng xem ai sẽ chiến thắng bạn ơi. Được thôi! Chúng ta hãy mau sẵn sàng. Rồi mình tiến lên rất nhanh này. Cả nhà chúng ta cùng chơi thôi. Rất tuyệt! Hãy bắn vào những chú vịt xem bạn có may mắn không nào. Ba bắn đây. Xem ba giỏi chưa này. Không đâu, con mới là giỏi nhất. Hoa cô về chung. Đoàn tàu thôi. Chú chú. Còi tàu kêu lên, chúng ta bắt đầu đi. Chú chú. Hãy hát ca vang lên nào. Đoàn tàu tiến nhanh rất vui này. Thật hạnh phúc khi ở bên nhau. Chú chú. Giỏi lắm, đây là phần thưởng của anh. Yeah! Thật là vui, chúng ta chơi cầu trượt thôi. Vâng ạ. Đừng lo nhé con, đã có ba ở bên. Vâng ạ. Chúng ta mau chơi các con à. Trượt cầu trượt rất vui. Thật là tuyệt vì chúng ta ở bên nhau. Ha ha ha!
chơi trò bác sĩ nhé, bé John. Và chị sẽ làm vai trợ lý. Để chị giúp em. Được rồi bác sĩ, sẵn sàng khám bệnh. Hãy xem ai là bệnh nhân đầu tiên nhé. Giỏi nhất.
Các bạn đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo chưa? Chúng ta hãy cùng đi qua hầm phi thuyền nhé! Tuyệt! Yeah! Hãy cùng đi khám phá ở bên trong, sẽ thật vui khi chơi cùng bên nhau. Chúng mình là những phi hành gia đây, cùng nhau ta đi, cùng nhau khám phá nào. Con yêu, hãy đi chậm lại. Các phi hành gia chờ chúng tôi với. Con rất thích du hành vũ trụ, muốn trở thành những phi hành gia. Nhiệm vụ tiếp theo nhé các phi hành gia tí hon. Các cháu đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ! Shut up, get
trong đầu. Sập xuống ngay. Ba chú lợn nhỏ đang rất sợ. Ba chú lợn chạy ngay đi nào. Này, chúng ta phải xây một ngôi nhà vững chắc hơn. Ba chú lợn nhỏ rất đáng yêu. Đi xây nhà nào thật là thích. Ba chú lợn nhỏ chơi bơi sẽ rất vui. Mình xây ngôi nhà bằng gỗ ngày nào. Nhà này rất chắc khỏe hơn ngôi nhà làm bằng da. Ôi không, sói xấu xa đang đến kia. Ta thổi, ta thổi, thổi cho ngôi nhà sập xuống ngay. Như thế mà hãy mau mau dừng lại ngay nào.
rồi bạn chị ơi, ta không nên làm thế đâu nhé, bạn dừng lại nào, hãy chơi ngoan. Nhìn biển kìa các con. Tuyệt vời. Mẹ ơi, lên thuyền đi ra biển, cả nhà mình rất vui. Hãy nhìn xung quanh kìa, thật nhiều điều mới lạ. Đừng sợ nhé, hãy tự tin, cùng nhau đi khám phá thôi. Đừng sợ nhé, hãy tự tin, chúng ta bơi thôi nào. Cầu trượt rất vui, dũng cảm nào con yêu à, cùng mẹ trượt xuống thôi. Yeah! Ta lặn xuống nào, cả nhà mình rất vui. Hãy nhìn xung quanh kìa, thật nhiều điều mới lạ. Gần anh, hãy tránh xa đi nào. Ta cùng chơi dưới biển, thật là tuyệt bé ơi. Ta cùng chơi dưới biển, cả nhà mình rất vui. Oh, để em giúp anh nào, anh yêu. Ta lặn xuống nào, cả nhà mình rất vui. Hãy nhìn thật nhiều điều mới lạ. Cảm ơn. Nhiều loại ca vơi của nhà sinh, cùng nhau ta khám phá thôi. Nhìn kìa bé ca mập ở đây, cậu ấy rất thích nhảy. Ta cùng chơi dưới biển, thật là tuyệt bé ơi. Ta cùng chơi dưới biển, bọn mình nhảy rất vui. Du 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 du. Trời đang mưa rồi. Chúng ta lên thuyền thôi nào. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt. Em thích ăn kem cùng bông cải xanh nhớ thật ngon lắm.
nhảy của ốc sên. Nghe quá. Hay, đến xem đi này, không sợ đâu em nhé. Trông nó rất đáng sợ, em chẳng thích đâu mà. Có chú ốc sên đang bò, xem đằng sau nó là gì thế. Trông nó rất ghê này, chân nhảy của ốc sên. Đảm bảo rằng mình biết ai đang gõ cửa. Cộc cộc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Cộc cộc, mẹ đã về. Đó là mẹ các con. Đó chính là mẹ. Mẹ có biết mật mã không? Mật mã đây. Cộc 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 cộc. Ta ơi, mẹ đã về. Xin chào mẹ yêu. Chào con yêu. Con hãy luôn nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không được mở. Có ai bấm chuông kìa mẹ ơi. Cộc cộc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Cộc cộc, ba đã về. Đó là ba đây ạ. Con thấy ba rồi. Vậy ba biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ba đã về. Làm tốt lắm con trai. Yay. Con nhớ phải luôn gọi ba mẹ nếu như thấy người lạ đến nhà nhé. Ba ơi, có ai đang ở ngoài cửa? Cốc cốc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Ông đây mà cháu à. Đó là ông ạ. Ông đến chơi à. Vậy ông biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ông đây rồi. Ê, chào cháu gái. Cháu hãy nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không mở cửa. Ê, cháu ngoan lắm. Mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Bà đến chơi nhà. Không mở cửa cho người lạ, cháu nhớ nha. Không được. Có ai đó ở ngoài cửa? Giao pizza. Mẹ ơi, ba ơi, đó là người lạ. Vậy chú biết mật mã không? Chú không biết. Ba ơi, ba đừng mở cửa cho người lạ. Đó chỉ là người giao pizza. Chú ấy mang bữa tối đến thôi con à. Con rất đáng khen vì đã nói với ba mẹ khi có người lạ tới gõ cửa. Yay!
Hôm nay chúng ta đã rất vui và học được cách nên làm gì khi có ai đó gõ cửa rồi đấy. Và chúng ta được ăn pizza nữa.